Vệ Quốc Quân xin được chào các bạn. Như chúng ta đều biết, kể từ khi trực tiếp tham chiến tại Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã gặp vô vàn khó khăn trong việc đánh phá tuyến hậu cần chiến lược Trường Sơn. Từ những nỗ lực không kích, ném bom hóa học cho đến lập nên một hàng rào điện tử McNamara trị giá hàng tỷ đô tại cứ điểm Khe Sanh, Mỹ vẫn không thể cắt đứt được sự chi viện các lực lượng miền Bắc cho quân giải phóng miền Nam. Tình hình miền Nam cũng vì vậy mà trở nên vô cùng rối ren, đặc biệt từ sau sự kiện Tết Mậu Thân. Phong trào phản chiến tại nước Mỹ đã bùng lên dữ dội. Nhân dân Mỹ yêu cầu chính phủ phải tìm cách chấm dứt ngay chiến tranh và rút quân về nước. Tình hình diễn biến có lợi trong năm 1968 đến năm 1970. Theo đó đã giúp cho Hà Nội có cơ hội để đòi hỏi Hoa Kỳ phải ngồi xuống bàn đàm phán giải quyết chiến tranh với những điều kiện có lợi cho mình. Đường Trường Sơn, mà cụ thể là tuyến Trường Sơn Tây, chạy từ phía Tây Bắc Trung Bộ qua vùng Đông Nam Lào và đi vào một số vùng phía Tây của miền Nam. Từ suốt năm 1966 đến những năm 1970 đã luôn là mục tiêu đánh phá chính của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, hầu hết các điểm bị ném bom đều nằm trong địa phận Việt Nam. Còn tuyến đường đi qua lãnh thổ Lào thì mới chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ, do địa hình Lào chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, không thuận lợi cho máy bay tác chiến. Cũng vì thế mà từ lâu, giải phóng quân đã khiến Mỹ chật vật khi xây dựng một mê cung trên những con đường đất, đường giải đá, đường mòn, hình thành các hệ thống vận chuyển đường sông dọc ngang vùng Đông Nam Lào để đưa hàng tiếp viện vào miền Nam. Cùng với tuyến đường trên địa phận Lào, giải phóng quân còn nối tuyến đường này với một hệ thống hậu cần trên lãnh thổ Campuchia, với điểm đầu là cảng Sihanouk Vinh nằm ở phía nam Campuchia. Và từ khi Mỹ tuyên chiến với Bắc Việt Nam, 70% hàng quân sự cho miền Nam cũng là được chuyển đến qua cảng này. Năm 1968, trước những thất bại to lớn trong việc chặn đường tiếp viện cho chiến trường miền Nam, tướng William Westmoreland đã đề xuất với chính phủ Mỹ cho phép tấn công truy quét các căn cứ của quân giải phóng miền Nam ở Campuchia. Tiếp đó là Creighton Abraham, một tư lệnh quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, cũng nhận xét rằng Campuchia là nơi trú đóng của Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam. Vì vậy, ông cho rằng nếu phá được thánh đường Việt Cộng ở Campuchia, cách mạng miền Nam sẽ bị bóp nghẹt, hậu cần Trường Sơn sẽ đứt gãy và chiến tranh Việt Nam sẽ kết thúc trong vòng một năm. Như vậy, tấn công giải phóng quân ở Campuchia đã trở thành hy vọng cuối cùng của Hoa Kỳ trong việc cắt đứt tuyến hậu cần Trường Sơn. Sau một loạt thất bại từ sự kiện Tết Mậu Thân cho đến chiến dịch Đường Chín Khe Sanh, mở màn cho những cuộc tấn công vào Campuchia là vào năm 1970. Lợi dụng lúc Norodom Sihanouk đi dưỡng bệnh ở Pháp, Lon Nol, một tướng thân Mỹ dưới quyền Sihanouk, đã nổi dậy lật đổ chính quyền. Sau cuộc đảo chính thành công, Lon Nol ra lệnh cấm các lực lượng quân giải phóng Việt Nam tiếp cận cảng Sihanouk Vinh để nhận hàng. Ngày 13 tháng 3 năm 1970, Lon Nol phát đi tối hậu thư yêu cầu tất cả các lực lượng quân giải phóng phải rời Campuchia trong vòng 2 ngày. Hết thời hạn, không quân và pháo binh Mỹ sẽ bắn phá dữ dội vào các vùng dọc biên giới Campuchia-Việt Nam, nơi có các căn cứ kháng chiến của quân giải phóng. Tiếp theo sau đó, vào mùa xuân và mùa hè năm 1970, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã cùng nhau vượt qua biên giới và tấn công các khu căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, thực hiện triệt để chiến dịch Campuchia. Trong lúc các cứ điểm của quân giải phóng tại Campuchia còn đang bị tấn công dữ dội, thì Sở Chỉ huy Mỹ tại Sài Gòn cho rằng lúc này cũng chính là một thời cơ thuận lợi nhất cho một chiến dịch tương tự tại Lào. Các tướng lĩnh Mỹ tin rằng nếu thực hiện một chiến dịch như vậy tương tự với Lào sẽ gây ra sự thiếu thốn đạn dược, vũ khí cho giải phóng quân tại miền Nam từ sau 12 đến 18 tháng, trong khi quân đội Mỹ rút dần ra khỏi miền Nam Việt Nam, và nhờ đó trì hoãn một cuộc tấn công lớn của quân giải phóng vào các tỉnh phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa trong vòng một năm, thậm chí có thể 2 năm. Đây là thời cơ khi các cứ điểm của đối phương tại Campuchia đang hỗn loạn. Do đó, tốt nhất là làm thật nhanh trong khi các phương tiện chiến tranh của Mỹ vẫn còn sẵn có tại miền Nam Việt Nam. Cùng thời điểm này, tin tình báo về cho thấy đang có các dấu hiệu ngày càng tăng của các hoạt động hậu cần tại miền Đông Nam Lào của đối phương. Hoạt động này báo hiệu một cuộc tấn công lớn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Theo đó, tin tình báo ước tính khoảng 90% lượng quân nhu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đang được chuyển dọc theo đường Trường Sơn điều vào 3 tỉnh cực Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Khả năng cao, hoạt động này là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là một tín hiệu cảnh báo sớm cho cả Washington và chỉ huy Mỹ tại Việt Nam, hối thúc về sự cần thiết của một cuộc tấn công vào địa phận Lào nhằm ngăn chặn
và làm chật bánh các mục tiêu của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong tương lai. Chính vì thời gian không còn nhiều, thế nên thời điểm triển khai cuộc tấn công vào địa phận Lào đã được Mỹ đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên lần này, dưới sự chỉ đạo của tân Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon, quân đội Mỹ sẽ không còn là lực lượng chiến đấu chính, thay vào đó Mỹ nhường lại sân khấu cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Theo ý kiến của các lãnh đạo Mỹ, chiến dịch này sẽ là một cơ hội để thử nghiệm về khả năng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc tự chiến đấu khi Mỹ tiếp tục rút quân ra khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Một thử nghiệm cần thiết về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh do Nixon đề xướng và năng lực hoạt động độc lập một cách hiệu quả của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi không có Mỹ. Trên thực tế, cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam có thể chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn trước năm 1969 dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Johnson, Mỹ đã thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Còn từ năm 1969 trở đi, dưới thời Tổng thống Nixon, Mỹ đã chuyển hướng sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Như chúng ta đã biết, kể từ sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, Tổng thống Hoa Kỳ lúc này là Johnson đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tận dụng cuộc khủng hoảng tín nhiệm này, Richard Nixon, một thành viên Đảng Cộng Hòa khi đó, đã thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông để lấy lòng công chúng Mỹ. Đứng trước nhân dân Mỹ, Nixon đã từng tuyên bố rằng ông sẽ mang hòa bình trong danh dự trong chiến tranh Việt Nam về cho nước Mỹ. Ông cũng khẳng định rằng ban lãnh đạo mới sẽ chấm dứt chiến tranh và giành được hòa bình tại Thái Bình Dương. Năm 1969, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc với chiến thắng thuộc về Richard Nixon. Những tưởng cuộc chiến tranh Việt Nam sắp đi đến hồi kết dưới thời vị Tổng thống này. Thế nhưng, ở phía sau hậu trường, Nixon cùng bộ sậu của mình vẫn chủ trương tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Chính ông là người đã đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, trong đó lấy quân đội Sài Gòn làm nòng cốt, có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu quân Mỹ và vẫn do Mỹ chỉ huy thông qua hệ thống cố vấn quân sự, cung cấp tiền bạc, vũ khí kỹ thuật, phương tiện chiến tranh hiện đại. Với cách làm này, Nixon tin rằng người dân Mỹ sẽ không còn phản ứng mạnh do quân Mỹ sẽ không trực tiếp tham chiến và chiến phí cung cấp cho chiến tranh sẽ giảm đi đáng kể. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh trên thực tế còn nguy hiểm hơn cả chiến lược chiến tranh cục bộ dưới thời Tổng thống Johnson. Vì nếu trong giai đoạn năm 1965 đến năm 1968, khi có hơn nửa triệu quân viễn chinh Mỹ đang đóng quân ở Nam Việt Nam, cộng với gần 600.000 quân Sài Gòn, Mỹ vẫn chưa dám mở cuộc hành quân bộ binh quy mô lớn vượt biên giới ra khu vực đường 9 Nam Lào. Nhưng dưới thời Nixon, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã vượt biên tấn công sang Campuchia. Cùng với đó là thực hiện chiến dịch đường 9 Nam Lào với hơn 5 vạn quân vượt biên tấn công đối phương ngay trên đất Lào. Có thể nói, quân đội Mỹ dưới thời Nixon đã khiến cuộc chiến tranh ở Việt Nam leo thang ở quy mô rộng khắp trên cả ba nước Đông Dương. Để thực hiện kế hoạch của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, nước Mỹ dưới thời Nixon đã tập trung củng cố và phát triển quân đội cho Việt Nam Cộng Hòa, đảm bảo họ có đủ sức đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về an ninh thay thế cho quân viễn chinh Mỹ. Việc phát triển quân đội Việt Nam Cộng Hòa được đẩy nhanh sau cuộc công du đến miền Nam Việt Nam của Nixon vào tháng 7 năm 1969. Theo đó, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa dự kiến cứ mỗi năm sẽ tăng từ 50.000 đến 100.000 quân cho đến khi quân đội này đạt 1.100.000 vào cuối năm 1971. Trong kế hoạch này, Mỹ chú trọng phát triển cả ba quân chủng hải, lục, không quân, nhưng ưu tiên củng cố và phát triển lục quân. Nếu năm 1969, lục quân Việt Nam Cộng Hòa chia thành 4 loại lực lượng xung kích, lực lượng chống xâm nhập, lực lượng bảo vệ đô thị, lực lượng yểm trợ, xây dựng nông thôn, thì từ năm 1970 trở đi, lực lượng này được tổ chức thành 2 loại gồm: 1. Lực lượng lưu động, làm nhiệm vụ thường xuyên đánh phá căn cứ, hệ thống tiếp vận của quân giải phóng, đẩy lùi, ngăn chặn chủ lực quân giải phóng trở lại hoạt động trong nội địa. 2. Lực lượng lãnh thổ, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa, bình định, nông thôn. Các sư đoàn chủ lực bộ binh cũng được bổ sung quân số, hoàn thiện biên chế như một sư đoàn có 12 tiểu đoàn, một trung đoàn có 4 tiểu đoàn. Các đơn vị biệt kích được cải tổ thành các tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Hỏa lực yểm trợ cho lục quân cũng được tăng cường. Trong 3 năm, trang bị của lục quân Việt Nam Cộng Hòa đã tăng lên 1.300 khẩu pháo và 10.000 súng cối các loại, 700.000 súng M16, loại súng trường hiện đại nhất của quân Mỹ lúc bấy giờ, 30.000 súng phóng lựu, 10.000 đại liên các loại, tăng thiết giáp từ 1.037 chiếc năm 1968 lên 1.879 chiếc năm 1972. Mỹ rất quan tâm xây dựng khối bộ binh cơ động dù thủy quân lục chiến. Khối bộ binh cơ động năm 1968 mới có 50 tiểu đoàn, đến cuối năm 1970 tăng lên 90 tiểu đoàn. Với sự phát triển lục quân như trên, đến tháng 6 năm 1970,
Theo Mỹ, quân Việt Nam Cộng Hòa có thể đảm nhiệm hầu hết nhiệm vụ chiến đấu trên bộ. Ngày 1 tháng 7 năm 1970, Bộ Tư lệnh Lục quân Việt Nam Cộng Hòa chính thức được thành lập. Như vậy, có thể thấy quân giải phóng đang sắp phải đối đầu với một lực lượng thiện chiến mạnh mẽ, không hề kém quân đội Hoa Kỳ. Cùng với Lục quân, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng được chú trọng phát triển. Cuối năm 1971, đầu năm 1972, lực lượng đã lên đến gần 50.000 quân với 1.600 tàu các loại hoạt động trên biển và trên sông. Không quân Việt Nam Cộng Hòa được củng cố và kiện toàn. Quân số tăng nhanh từ 35.000 năm 1968 lên hơn 50.000 năm 1971. Với lực lượng đã được tăng cường, năm 1970, không lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức lại thành 6 sư đoàn, 1 phi đoàn liên lạc, 1 phi đoàn vận tải, 5 phi đoàn trực thăng, 3 phi đoàn khu trục, tổng cộng gần 1.500 máy bay các loại. Nhìn chung, sau 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển và hiện đại hóa quân đội, Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thu được kết quả đáng kể. Quân số Việt Nam Cộng Hòa tăng nhanh, vũ khí trang bị được hiện đại hóa với tỷ lệ khá cao, vũ khí đạt 98,7%, quân xa cơ giới đạt 100%, thiết giáp chiến xa đạt 99,5%, vô tuyến điện các loại đạt 75%, cơ cấu tổ chức được củng cố thêm một bước. Từ năm 1968 đến năm 1972, quân số Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng tăng 28% từ 820.000 lên 1,05 triệu quân. Trong đó, không quân tăng quân số tới 163%, hải quân tăng 110%, lục quân tăng gần 8% quân. Theo số liệu trích từ hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ, thì trong năm 1968 đến năm 1969, quân đội Sài Gòn đã kêu gọi được thêm 400.000 người lên đường nhập ngũ sau lệnh tổng động viên 18 đến 38 tuổi. Đến cuối năm 1970, tổng số quân Việt Nam Cộng Hòa đã lên đến 1 triệu người. Trong vòng trên dưới 3 năm sau đó, Mỹ đã chuyển giao cho quân Sài Gòn khoảng 1 triệu vũ khí cá nhân, 46.000 quân xa, 1.100 máy bay gồm cả trực thăng. Sau quá trình chuyển giao trên, Mỹ muốn Sài Gòn chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế nên đã mở cuộc hành quân quy mô do binh lính Sài Gòn đảm nhiệm nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 1 năm 1971, Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, viết tắt là MACV, được cấp thẩm quyền lập kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công. Theo đó, địa điểm tấn công chính là các khu căn cứ 604 và 611 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Lào. Tướng James Sutherland là người được giao nhiệm vụ lập kế hoạch để MACV thông qua. Theo kế hoạch tướng Mỹ đề ra, chiến dịch sẽ bao gồm 4 pha. Trong pha đầu tiên, quân Mỹ sẽ chiếm vùng sát biên và thực hiện các hoạt động nghi binh. Pha tiếp theo, đội hình dù phối hợp tăng thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn công dọc theo đường 9 về phía thị trấn Sepol của Lào. Nơi đây có căn cứ hậu cần 604 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đội hình tiến công sẽ được bảo vệ bởi các đơn vị dù và biệt động quân ở sườn phía Bắc và sư đoàn 1 bộ binh ở sườn phía Nam. Trong pha thứ 3, các hoạt động tiêm diệt tại Sepol sẽ được thực hiện. Các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiêu diệt lực lượng đối phương đóng trong vùng, phá hủy tất cả các kho xăng dầu và hậu cần, kiểm soát mọi sự thâm nhập dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam. Chiến thuật cơ bản của Việt Nam Cộng Hòa sẽ là đánh và rút. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiến công và thiết lập các cứ điểm mạnh, kéo đối phương vào các vùng trống, tạo điều kiện cho hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh Mỹ phát huy hiệu quả. Các nhà chiến lược quân sự Mỹ cho rằng, với sự yểm trợ về không quân Hoa Kỳ, đó là hỏa lực của 600 đến 1.000 máy bay lên thẳng sẽ cho phép 20.000 quân Sài Gòn diệt được một lượng lớn quân giải phóng, giúp họ làm được những điều mà không cần đến 8 hoặc 10 vạn quân nếu như đánh sáp lá cả. Và sau khi thực hiện chiến thuật trên, Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ sẽ thực hiện tiếp pha cuối cùng. Theo đó, các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa sẽ rút ra dọc theo đường 9 hoặc qua căn cứ 611 và ra khỏi địa phận Lào qua thung lũng A Sầu. Chiến dịch do Mỹ đề xuất được đặt tên Dewey Canyon 2, lấy tên theo chiến dịch Dewey Canyon do Thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện tại vùng Tây Bắc Việt Nam Cộng Hòa năm 1969. Với hy vọng rằng sự trùng tên này sẽ làm Hà Nội nhầm lẫn về mục tiêu chính của cuộc tấn công. Còn phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đặt tên cho chiến dịch là Lam Sơn 719. Con số 719 được khép từ năm 1971 và đường 9 trục chính của cuộc tấn công. Còn về phần giải phóng quân sau này, họ gọi chiến dịch này của đối phương là đường 9 Nam Lào. Lực lượng phía Mỹ. Để tham chiến, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã huy động một lực lượng như sau. Trong đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tổng cộng khoảng 31.000 quân với 10.000 quân hỗ trợ tuyến sau gồm 3 sư đoàn. Sư đoàn dù thuộc lữ đoàn 1, 2, 3, sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 bộ binh,
Trong đó, sư đoàn Dù và sư đoàn Thủy quân Lục chiến được đánh giá là hai sư đoàn thiện chiến nhất của Việt Nam Cộng hòa. Ba lữ đoàn 1 biệt động quân, trung đoàn 4 và trung đoàn 5 sư đoàn bộ binh số 2. Bốn trung đoàn và hai chi đoàn thiết giáp, trung đoàn 17, 11, 7, 4 trang bị xe tăng M41, 13 tiểu đoàn pháo binh. Với đội hình nói trên thì những lực lượng mạnh nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã tập trung vào chiến dịch này. Về phía quân đội Mỹ, ban đầu họ chỉ huy động khoảng 10.000 quân gồm 12 tiểu đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn Dù 101, 4 tiểu đoàn lữ 1, sư đoàn 5 bộ binh cơ giới, 3 tiểu đoàn thuộc sư đoàn America, 8 tiểu đoàn pháo binh cỡ pháo từ 155 đến 203 mm, 1.200 máy bay, 800 trực thăng, 300 máy bay phản lực, 50 máy bay vận tải cỡ lớn và 50 máy bay ném bom chiến lược B-52. Tiếp đó, trong quá trình chiến dịch, do tổn thất cao nên Mỹ tiếp tục bổ sung lực lượng. Thời điểm cao nhất là vào ngày 10 tháng 3 năm 1971, quân Mỹ đã tăng tổng số quân từ 9.000 dự kiến lên đến 15.000, điều động 5 tiểu đoàn thiết giáp và 4 tiểu đoàn pháo binh để hỗ trợ trực tiếp. Mỹ cũng điều động khẩn cấp 3 lữ đoàn bộ binh trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2 năm 1971 từ Thừa Thiên ra vùng Quán Ngang, Mai Lộc, điểm cao 241, Khe Sanh và thêm 4 tiểu đoàn pháo binh để bảo vệ phía sau. Đây là còn chưa kể hơn 300 máy bay lên thẳng đã được điều thêm để phục vụ cho cơ động và vận chuyển lực lượng. Ngoài ra bên cạnh Mỹ còn có hai binh đoàn quân đội Hoàng gia Lào với khoảng 4.000 quân thuộc hai binh đoàn cơ động GM-30 và GM-33. Theo số liệu từ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, tổng lực lượng Mỹ-Việt Nam Cộng hòa trên địa bàn chiến dịch lúc cao nhất có 55.000 quân, gồm 15 trung đoàn bộ binh, 3 thiết đoàn thiết giáp, 21 tiểu đoàn pháo binh, trang bị gồm 578 xe tăng, xe bọc thép, 318 khẩu pháo, 700 máy bay các loại. Kế hoạch bại lộ. Mặc dù ngay từ giây phút đầu tiên, Mỹ đã cố tình giấu tên để che đậy, làm lu mờ phán đoán của đối phương. Thế nhưng, từ một tháng trước khi chiến dịch nổ ra, Hà Nội cũng đã nắm được toàn bộ kế hoạch này thông qua điệp viên Tống Văn Trinh, dưới vỏ bọc là nhân viên sở công chính Viên Chăn, người có mối quan hệ rộng rãi với nhiều viên chức Lào và sứ quán Sài Gòn. Thế nhưng, vì sao một người Việt cộng sản lại có thể là một quan chức dưới chính quyền Hoàng gia Lào thân Mỹ? Để hiểu được thân phận đặc biệt của vị điệp viên này, trước hết chúng ta cần quay lại những năm 40 của thế kỷ 20 khi mà Đông Dương còn dưới sự bảo hộ của Pháp. Chính sách của người Pháp lúc đó là khuyến khích người Việt di dân sang Lào nhằm biến Đông Dương thành một liên bang hợp nhất với người Việt làm nòng cốt. Chính vì chủ trương như vậy mà có những giai đoạn trên 60% dân số tại các thành phố lớn ở Lào là người Việt và thậm chí người Việt được hưởng đặc quyền bầu cử không khác gì người Lào. Cuối năm 1945, người Pháp thậm chí còn lập một kế hoạch đầy tham vọng để di chuyển dân số Việt Nam sang 3 vùng trọng điểm, đó là vùng đồng bằng Viên Chăn, vùng Savannakhet và vùng cao nguyên Bolaven. Nếu người Pháp duy trì chế độ thuộc địa lâu hơn nữa, rất có thể ngôn ngữ chính tại Lào cũng sẽ là tiếng Việt. Cũng trong năm 1945, chàng trai trẻ Tống Văn Trinh, quê ở Châu Đốc, An Giang lúc này mới 17 tuổi, đã quyết định tham gia Việt Minh. Sau một thời gian, Tống Văn Trinh được cử sang hoạt động tại Lào, nhiều quốc gia vẫn duy trì chính sách cho phép người Việt tại Lào có các quyền không khác gì người Lào bản xứ. Cơ hội đó đã mở đường cho điệp viên Tống Văn Trinh được vào làm việc ở Sở Công Chính của chính quyền Lào thân Mỹ tại thủ đô Viên Chăn. Với bản chất cởi mở, dễ gần, ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của chính quyền Lào cũng như Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Viên Chăn. Đầu tháng 1 năm 1971, khi chuẩn bị đón Tết Tân Hợi, Tống Văn Trinh thấy có nhiều xe của Đại sứ quán chính quyền Sài Gòn chạy trên đại lộ Lan Sang ở Viên Chăn. Sau khi trò chuyện thân mật với Trung tá Bảo, tùy viên quân sự của Đại sứ quán chính quyền Sài Gòn ở Viên Chăn, Trung tá Bảo cho biết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa cử hàng loạt lãnh đạo cấp cao sang Lào để đàm phán về một số vấn đề quan trọng. Tống Văn Trinh liền ngỏ ý nhân dịp chuẩn bị đón Tết mà chẳng mấy khi có đồng hương từ Sài Gòn sang, ta nên có một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn. Và thế là một bữa tiệc chiêu đãi đặc biệt được quyết định tổ chức tại nhà riêng của Trung tá Bảo, đồng thời đó cũng là nơi làm việc của các nhân viên quân sự Việt Nam Cộng hòa trong cuộc gặp mặt này. Tại buổi tiệc, hơn 25 khách quan cao cấp Việt Lào được mời, gồm cả những sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa sang công tác. Trong bữa tiệc, do các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa quá chén nên đã sơ ý tiết lộ chuyện Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn bàn bạc với chính phủ Lào thân Mỹ về kế hoạch đưa lực lượng quân sự lớn sang Lào để càn quét quân giải phóng miền Nam. Vấn đề này khiến tình báo Tống Văn Trinh giật mình, cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Một lúc sau, ông viện lý do là đã quá xỉn và không thể cùng các sĩ quan tham gia ván bài trong bữa tiệc. Điệp viên Tống Văn Trinh đã được Trung tá Bảo bố trí vào phòng trong nằm ngủ.
Khi thấy nhóm sĩ quan bước vào giai đoạn quá say sưa, không còn để ý xung quanh, ông Chính bắt đầu quan sát, nhìn lên bàn làm việc. Và khi đó, ông phát hiện một tập hồ sơ với tiêu đề in đậm cùng dòng chữ Operation Lam Sơn 719. Phía dưới có ghi hai chữ tuyệt mật. Với trí nhớ đã được rèn luyện của một điệp viên, ông nhanh chóng đọc lướt toàn bộ những thông tin quan trọng nhất. Sau đó, tình báo Trinh mở cửa ra phòng ngoài, lấy lý do xin về nhà nghỉ. Tại nhà mình, ngay trong đêm hôm đó, ông đã thức đến gần sáng để viết báo cáo rồi gửi khẩn cấp về Hà Nội. Sự chuẩn bị của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 21 tháng 1 năm 1971, trong khi kế hoạch chiến dịch Lam Sơn 719 còn chưa được Tổng thống Mỹ duyệt qua, thì các sư đoàn quân giải phóng đóng ở Nam Lào đã nhận được lệnh triển khai đội hình chiến đấu sẵn sàng đánh địch đổ bộ trong khu vực từ Bản Đông đến Sepol. Nhiệm vụ của sư đoàn là diệt nhiều sinh lực địch, bắn rơi nhiều máy bay, bảo vệ vững chắc đường vận chuyển chiến lược. Tiếp đó, ngày 31 tháng 1 năm 1971, Trung ương Đảng ra lời kêu gọi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ mặt trận đường 9 Nam Lào rằng trận này là một trận có ý nghĩa quyết định về chiến lược, không những để giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược mà còn nhằm tiêu diệt nhiều đơn vị dự bị chiến lược của địch, tạo điều kiện đánh bại một bước quan trọng âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh. Quân đội ta nhất định phải đánh thắng trận này. Để đối phó với lực lượng Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng hòa và Hoàng gia Lào, Giải phóng quân Việt Nam đã lập tức huy động một lực lượng khoảng 60.000 quân với chỉ huy là Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 Nam Lào, mật danh là Bộ Tư lệnh 702. Các sư đoàn bộ binh gồm có 2, 304, 308, 320 và 324 của quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. 3 tiểu đoàn tăng thiết giáp 297, 397, 198 với 88 xe tăng. Tiểu đoàn 397 trang bị 33 xe T-34/85. Tiểu đoàn 297 trang bị 33 xe T-54. Tiểu đoàn 198 trang bị 22 xe tăng lội nước PT-76. Một số tiểu đoàn đặc công: 3 trung đoàn pháo binh cơ giới 368, 38, 45, trung đoàn pháo mang vác 84, 3 trung đoàn pháo phòng không 230, 241, 591, 3 trung đoàn công binh 219, 83, 7. Các lực lượng tại chỗ của B5, B4 và đoàn 559 của quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đoàn 559 đã tổ chức 7 khu vực tác chiến tại chỗ, huy động tham gia chiến dịch 1 sư đoàn và 5 trung đoàn phòng không, trong đó còn có 1 trung đoàn tên lửa, 10 tiểu đoàn pháo cao xạ, 25 đại đội và 33 trung đội súng máy phòng không, gồm khoảng 300 pháo cao xạ và mấy trăm súng máy phòng không, bố trí thành 8 cụm trên tâm điểm là Tam Giác, Bản Đông, Tha Mé, La Hạp. Bảo vệ hậu phương chiến lược trực tiếp của chiến dịch được giao cho sư đoàn phòng không 367, gồm 3 trung đoàn pháo phòng không 282, 284, 224 và 2 trung đoàn tên lửa 238, 237. Ngoài ra, còn có một lực lượng chính quy và dân quân Pa Thét Lào. Bên cạnh quân sự, các lực lượng dân sự gồm các quân chúng nhân dân chủ yếu phục vụ bảo đảm giao thông vận tải, bảo đảm kho bãi. Nhiều hộ dân đã sử dụng chính nhà của mình để là kho chứa vũ khí và trạm dừng chân của bộ đội. Quân chúng nhân dân đã tổ chức các điểm phục vụ nước uống, tặng quà cho các đơn vị huấn luyện diễn tập cả trên đường quân ta hành quân đi qua, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn nơi bộ đội đóng quân, ngụy trang bến bãi, kho tàng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cả vật chất và động viên tinh thần cho bộ đội trước khi vào mặt trận. Xét về tương quan, hai bên khá tương đồng về quân số. Tuy nhiên, phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa mạnh hơn hẳn về trang bị và hỏa lực hạng nặng, ước tính gấp 5 lần về thiết giáp, 3 lần về pháo hạng nặng và hơn tuyệt đối về không quân. Tuy nhiên, lợi thế trên chiến trường lúc này nghiêng về phía quân đội nhân dân Việt Nam, do Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã từ những kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn. Mặc dù trên chiến trường miền Nam khi đó, Mỹ đã triển khai không ít các lực lượng tình báo, thế nhưng các lực lượng đối phương không hề thăm dò ra những hoạt động của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1971, toàn bộ kế hoạch D-Way, Can John 2 hay Lam Sơn 719 được trình lên Tổng thống Mỹ Nixon phê chuẩn. Ngày hôm sau, chiến dịch D-Way, Can John 2 bắt đầu. 30.000 quân Việt Nam Cộng hòa, 4.000 quân Hoàng gia Lào được sự yểm trợ của 10.000 lính Mỹ và không quân Mỹ đã vượt biên giới Lào, tiến theo đường 9 về phía trung tâm hậu cần của quân đội nhân dân Việt Nam tại Sepol. Chiến dịch Lam Sơn 719, cuộc tấn công được dự tính đã lâu vào hệ thống đường Trường Sơn và cuộc thử nghiệm của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đã bắt đầu. Chiến sự tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Liệu giải phóng quân có gây được bất ngờ cho Mỹ, Việt Nam Cộng hòa hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo.